Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Hiện tại đang có rất nhiều dự án khai thác coin miễn phí trên điện thoại, có cả trăm dự án khiến cho các bạn rất là rối và các bạn không biết nên tham gia vào dự án nào cho mà tốt mà nó có tương lai và cũng như là dự án có tiềm năng. Thì mình đã lọc ra 4 dự án mà theo quan điểm cá nhân của mình thì nó sẽ có tiềm năng nhất trong tương lai nha các bạn. Rồi thứ nhất đầu tiên đó chính là không gì khác, đó chính là B-Network nha các bạn. B-Network là một cái gì đó mà chúng ta đã nói quá nhiều rồi, đã là khai thác coin trên điện thoại mà bỏ qua B-Network thì đó là một cái thiếu sót rất là lớn nha các bạn. Cộng đồng B hiện tại đã đạt hơn 45 triệu người tiên phong và trải dài trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tại thì tốc độ khai thác B-Network đã giảm đi đáng kể và trong vòng một tháng chúng ta khai thác với tốc độ cơ bản thì cũng không thể nào khai thác được quá 10 bi nha các bạn. Và hiện tại B-Network vẫn đang trong giai đoạn mainnet kính và có tường lửa. Nó vẫn đang xây dựng hệ sinh thái và quá trình KYC đang được đẩy mạnh. Và khi mà hệ sinh thái của B-Network được hoạt động ổn định và có một lượng lớn tài khoản đã vượt qua được KYC thì B-Network sẽ chính thức cho mainnet mở nha các bạn. Còn cái thời gian mainnet mở thì đó là một cái ẩn số nha, không một ai biết trước được nha các bạn. Rồi và đồng coin thứ hai mà chúng ta nên khai thác đó chính là Omega Network. Omega Network là một dự án đến từ nước Anh. Tổng công của Omega Network là 990 triệu Omega, rất là ít nha các bạn. Và hiện tại thì khai thác Omega Network là cực kỳ khó khăn luôn. Tốc độ cơ bản ở thời điểm hiện tại là 0.0022 Omega trên 1 giờ. Như vậy là trong vòng 1 tháng bạn cũng chỉ khai thác được hơn 1.5 Omega mà thôi. Một con số phải nói là cực kỳ nhỏ luôn. Và khoảng 1 tháng trước thì nó cho mở bán IFO nha các bạn với 45 triệu 500 nghìn Omega. Với cái giá đó là 0.11 đô la trên 1 Omega. Các bạn thấy đấy, mặc dù hiện tại nó chưa được KYC, chưa được lên sàn, chưa được mainnet mở luôn, mà người ta đã phải bỏ tài sản ra để mà sở hữu được Omega rồi, thì tại sao hiện tại nó cho khai thác miễn phí mà chúng ta không chịu khai thác phải không các bạn? Và thời gian niêm yết Omega Network trên cái sàn phi tập trung đó là PancakeSwap, đó là ngày 1 tháng 6 năm 2023. Và sau 1 tháng, tức là ngày 1 tháng 7 2023, thì Omega Network sẽ niêm yết trên các sàn dự án tập trung nha các bạn. Và nó sẽ được niêm yết với cái cặp giao dịch đó là Omega Network trên USDT. Cho nên Omega Network là thuộc dạng mì ăn liền đó các bạn. Nó ra đời và phát triển chỉ trong vòng 1 năm thôi là lên sàn luôn các bạn. Cho nên chúng ta không nên bỏ qua Omega Network nha. Rồi, đồng coin thứ ba mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Upfinite. Upfinite nó cho chúng ta khai thác miễn phí trên cái app Satoshi Mining nha các bạn. Đây là cái app mà lúc trước chúng ta khai thác cái đồng CoinDAO đó. Và CoinDAO hiện tại nó đã chính thức có giá trị rồi và nó đã được lên sàn nha các bạn. Và Upfinite hiện tại thì chưa có thông tin về tổng công của nó, vẫn chưa có nhiều cái mà thông tin rõ ràng về nó. Nhưng với cái việc khai thác trên cái app Satoshi á, thì độ uy tín của nó rất là cao nha. Và nó sẽ có giá trị như thế nào thì khi mà lên sàn mới biết được nha các bạn. Và hiện tại thì nó cho chúng ta khai thác miễn phí. Nó khai thác thì nó có 24 khối các bạn. Và khi mà đầy 24 khối này thì nó sẽ ngừng khai thác nha. Cho nên mỗi một ngày chúng ta vào bấm kích lấy cái đồng Upfinite một hai lần gì đó nha các bạn, cho nó khỏi đầy 24 khối nha. Rồi và đồng coin thứ tư mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Sidraban. Sidraban là một cái đồng coin được mà tạo ra để mà sử dụng trong hệ sinh thái của các nước Ả Rập nha các bạn. Hiện tại thì nó đang cho chúng ta KYC, xác minh danh tính và nó cũng ra mắt hơn một năm rồi các bạn. Và hiện tại chúng ta vẫn đang khai thác miễn phí, sau 24 giờ chúng ta vào xác nhận khai thác một lần. Rồi và như vậy là tôi đã vừa giới thiệu cho các bạn đó là 4 đồng coin mà chúng ta nên khai thác trên điện thoại tiềm năng nhất trong năm 2023 mà chúng ta không nên bỏ lỡ. Và mọi cái đường link cũng như là mọi thông tin mình sẽ để ở dưới phần bình luận của video. Các bạn có thể click vào để mà đăng ký tài khoản khai thác nha các bạn. Các bạn đừng nên bỏ lỡ những đồng coin này nha. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.